Hello, hello Vanessa, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại với Vanessa Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay ngày 20 tháng 11 thì Vanessa xin cập nhật cái tình hình của cái tiền thất nghiệp. Như chúng ta đã biết thì bây giờ để mà trông chờ vào cái gia hạn tiền thất nghiệp thì nó sẽ rất là khó, tại vì là cái tiền thất nghiệp nó hầu hết là nó sẽ kết thúc đó quý vị. 26 tháng 12 thì trên toàn 50 state thì chúng ta hầu hết là hết cái khoản tiền thất nghiệp rồi. Thì bây giờ Vanessa sẽ cập nhật cho quý vị là 50 state này thì đúng vào cái ngày 26 tháng 12 thì những tiểu bang nào chúng ta sẽ bị cắt hết tiền thất nghiệp và những tiểu bang nào chúng ta vẫn còn vớt vát ở cái EB thì Vanessa sẽ chia sẻ trong cái video này luôn. Và những ai mà đang hưởng cái gia hạn thêm 13 tuần và 20 tuần của những chương trình PUEC hay là chương trình PUA thì chúng ta nếu như đến ngày 26 tháng 12 mà hết thì chúng ta sẽ phải như thế nào, thì trong cái video này Vanessa chia sẻ với quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và rất mong quý vị hãy ủng hộ Vanessa bằng cách like, share và đăng ký kênh để nhận những cái video mới nhất nữa. Thì bây giờ trước mặt của chúng ta là cái biểu đồ đó quý vị, cái bản đồ map, thì để mà biết được là tiểu bang nào còn được nhận tiền và tiểu bang nào thì sẽ hết. Thì khi mà bấm vào đây á thì tất cả chúng ta chỉ còn nhận tiền sau cái ngày 26 tháng 12 là cái ngày mà kết thúc toàn bộ các cái tiểu bang. Ví dụ như tiểu bang Montana thì là quý vị nhìn cái bản đồ họ ghi là PUC là tổng số bao nhiêu người nhận này, PUA là tổng số bao nhiêu này, và trên cái EB họ ghi cái số euro như vậy, có nghĩa là không còn một cái chương trình còn sót nào nữa, tại vì chương trình cuối cùng cho toàn bộ những cái tiểu bang trong cái đợt cuối năm nay còn sót lại, có nghĩa là còn lại là chỉ có duy nhất chương trình mở rộng tiền thất nghiệp, viết là Extension Benefit, viết tắt là EB đó quý vị. Thì quý vị nhìn California thì vẫn còn này, California thì còn những 1.259.193 hồ sơ sẽ được hưởng cái chương trình của EB nữa, thì có nghĩa là 26 tháng 12 thì họ vẫn còn được hưởng của cái phần EB quý vị nha. Còn lại những tiểu bang khác thì chúng ta cứ vào từng tiểu bang một như thế này để chúng ta nhìn xem tiểu bang của chúng ta có hay không. Đó, Illinois thì vẫn còn 152.500 hồ sơ này. Thì để nhìn cho nó dễ và chi tiết thì em sẽ mở sang cái phần em sẽ đọc các cái tiểu bang cho quý vị là tiểu bang nào còn và tiểu bang nào không còn để cho nó dễ quý vị nha. Thì đây là cái bản đồ khi mà chúng ta, còn đây là cái bản đồ lâu chat của nữa này, khi mà chúng ta có cái tiền thất nghiệp thì họ biểu tượng là tiền thất nghiệp nào là tiền thất nghiệp cố định và mang tính chất vĩnh viễn, còn cái nào chỉ là tạm thời. Tạm thời thì ở trong này nó có cái PUC này, cũng là gia hạn của chương trình pandemic, là cái chương trình nhỏ do Covid-19 gây ra này. PUA cũng vậy, thì họ biểu tượng cái màu hồng là những cái chương trình thất nghiệp tạm thời. Và trong những cái chương trình thất nghiệp tạm thời này thì đợt này họ có những cái tiểu bang mà họ đưa ra cái quyết định là sẽ kết thúc và sẽ chấm dứt, không còn được hưởng trong cái phần trong cái ngày 26 tháng 12 là cái hạn cuối cùng. Thì trên thực tế cái đường link này em đưa ra cho quý vị nó rất là dài, nó bao gồm tất cả những cái chương trình tiền thất nghiệp mà chúng ta cần biết và chúng ta cần tìm hiểu. Thì Vanessa sẽ để cái đường link này vào trong cái video để cho quý vị, để quý vị có thể vào quý vị xem trực tiếp kỹ những cái phần nào quý vị muốn coi, muốn mở lại hồ sơ, hay là muốn bất kể một cái phần nào họ cũng đều có trong cái này hết. Cái này người ta gọi là tổng hợp những cái chương trình tiền thất nghiệp của 50 tiểu bang đó quý vị. Thì như trước mặt của chúng ta thì họ cũng đã đưa ra những cái gia hạn thêm của cái chương trình tiền thất nghiệp PUA này. Rồi thì ai mà hết thì họ sẽ gia hạn cho quý vị thêm của chương trình PUC này. PUC mà quý vị không đủ điều kiện thì họ sẽ cho quý vị hưởng sang cái chương trình FedEd, và cuối cùng là sẽ được hưởng cái chương trình mở rộng EB. Đó, họ đưa hết vào đây hết đâu quý vị. Còn đây là 18 tiểu bang mà họ ghi ra là, ôi nó quá dài luôn đó quý vị. Đây họ ghi ra 18 tiểu bang mà chúng ta sẽ còn tiền thất nghiệp ở trên chương trình mở rộng EB.
Đây em xem bôi màu xanh vào đây cho chúng ta nhìn. Đó, 18 tiểu bang này. Thì em sẽ đọc luôn cho cả nhà mình cùng nghe 18 tiểu bang còn lại này. Còn lại đến 26 tháng 12 là chúng ta sẽ bị cắt toàn bộ những cái chương trình tiền thất nghiệp. Lên tới 12 triệu người sẽ bị cắt đó quý vị. 12 triệu đơn thất nghiệp. Trong khi đó tổng nước Mỹ của chúng ta là lên tới hôm trước là 30 triệu rồi giảm xuống 28 triệu và bây giờ thì con số chính thức nó cũng lên tới hơn 30 chứ không phải là ít. Đó thì đây 18 tiểu bang mà chúng ta còn lại còn lãnh ở trong cái chương trình EB mở rộng tiền thất nghiệp quý vị nha. Alaska là một, California là hai, Connecticut là ba, đi Washington DC là 4, Georgia là 5, Hawaii là 6, Illinois là 7, Louisiana là 8, Massachusetts là 9, Nevada là 10, New Jersey là 11, New Mexico là 12, New York là 13, North Carolina là 14, Oregon là 15, Pennsylvania là 16, Rhode Island là 17 và cuối cùng là Washington là 18. Thì đó là 18 cái tiểu bang mà chúng ta còn sót lại để mà nhận nốt, vớt vát nốt, nhưng nó cũng không có đáng bao nhiêu đâu quý vị. Nó cũng rất là ít thì chúng ta sẽ chỉ trông chờ vào cái gói cứu trợ. Thì như hôm qua em đã chia sẻ với quý vị ấy, thì ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Mnuchin, Steven Mnuchin, ông ấy đã nói rồi. Ông ấy sẽ yêu cầu toàn bộ những người mà đang đàm phán trong cái gói cứu trợ, và cụ thể là ông đưa ra cái đề xuất để cho Quốc hội gia hạn cái khoản tiền ăn rút lập tức để cứu trợ cho PPP, những nhà hàng, những cái tiệm mà doanh nghiệp nhỏ và vừa mà bị ảnh hưởng của con Covid-19 này. Rồi thì ông ấy đưa ra cái yêu cầu hỗ trợ cho hàng không, và đặc biệt là ông ấy nhấn mạnh cái phần gia hạn tiền thất nghiệp cho người lao động đang bị thất nghiệp trong cao điểm, trong cái thời thời kỳ mà con Covid nó quay lại, nó bùng phát đó quý vị. Thì sau khi mà ông ấy đã đưa ra cái vấn đề đó thì hôm nay họ đã lập tức đề xuất và họ đã lập tức đưa vào để đàm phán trên cái khoản tiền của ông ấy. Thì sáng ngày nay em đã thấy một cái thông tin mới nhất là họ đã đưa vào rồi, và bây giờ chúng ta sẽ chờ xem họ sẽ giải quyết như thế nào, họ có sử dụng luôn cái tiền ăn rút money đấy để cho chúng ta vào trong cái cuối tháng năm này không, hay là họ sẽ đàm phán trên cái gói cứu trợ mới và sẽ chờ đợi thông tin trên gói cứu trợ mới. Thì ngày hôm nay họ đang làm việc đó quý vị, và ngày hôm nay cũng là cái ngày mà họ sẽ đưa ra cái họ sẽ đưa ra cái funding cho government luôn, họ sẽ đàm phán và đưa ra cái gói đó để mà tránh chính phủ đóng cửa lần tiếp theo vào ngày gia hạn hôm trước là vào ngày 11 tháng 12 đâu quý vị. Thì họ sẽ đưa ra những cái cụ thể chi tiết. Và hôm nay thì vừa rồi Pfizer bên một tin nữa vui cho bên vaccine là chính thức vaccine của Pfizer họ đã được chấp thuận ở bên FDA, chấp thuận với cái chỉ số effect, có nghĩa là cái hiệu quả để chống lại cái con Covid-19 là cao nhất so với tất cả các cái công ty vaccine từ trước đến nay, đó là 95%, cao hơn cả Moderna hôm trước là chỉ có 94,5% thôi. Thì hôm nay cũng có rất nhiều những cái thông tin kể cả về bầu cử nữa, thì một lát nữa em cũng sẽ tổng hợp những cái thông tin và em chờ cái kết quả của cái cuộc họp đàm phán của cái gói cứu trợ. Thì Vanessa sẽ chia sẻ trong cái kênh MMV ở cái phần live stream quý vị nha. Tại vì bây giờ cái video này nếu mà làm dài quá em không có export được á, nó lâu lắm. Làm dưới 10 phút thì nó còn export nhanh, còn từ 10 phút trở lên nó chờ cả tiếng, 2 tiếng đồng hồ đó quý vị. Em làm cái video này cũng rất là lâu rồi nhưng mà không có export được, chắc là cũng phải hơn 2 tiếng sau em mới cho được cái video này lên này. Đó. Thì đây là cái trước mặt của chúng ta là cái bản đồ thôi. Thì chúng ta để biết được là chúng ta còn bao nhiêu người được hưởng, ví dụ như California thì cái chương trình được hưởng tiền thất nghiệp sau cái ngày 26 kết thúc, cái ngày 26 tháng 12 của toàn bộ các tiểu bang thì California vẫn còn được trên cái chương trình EB. Thì như chúng ta nhìn là sẽ còn được 1.259.193 cái trường hợp được nhận cái chương trình EB này quý vị nha. California chắc là nhiều nhất rồi. Tiếp theo là tiểu bang
Washington, đây thì quý vị nhìn ở Washington thì cũng còn 81.160 trường hợp được nhận nữa nè. Đó thì là Washington. Oregon thì còn 45.671 này. Rồi Louisiana thì còn 149, còn 58.307 trường hợp được nhận nữa này. Texas thì hết rồi, không còn này. Illinois thì chúng ta cũng còn 152.500 trường hợp. Ohio hết không còn. Michigan cũng không có. Wisconsin mấy tiểu bang đó đều không có. New York còn 365.774 trường hợp sẽ được tiếp tục nhận này. Pennsylvania còn 152.139 trường hợp sẽ tiếp tục được nhận này. New Hampshire cũng không còn. Mấy tiểu bang góc này cũng hết không còn này. Rhode Island thì còn 14.764 trường hợp sẽ được nhận này. Connecticut thì còn 42.174 trường hợp sẽ được nhận. Chúng ta có thể nhìn trên cái biểu đồ này cũng được, hoặc chúng ta có thể đi xuống dưới này. Họ có cái bảng đây này quý vị. Họ có cái bảng nào tiểu bang nào còn được bao nhiêu là họ sẽ ghi hết vào đây. Alaska còn 10.682 trường hợp sẽ được nhận này. Washington DC còn 15.508 trường hợp được nhận này. Đây. Georgia còn 183.648 trường hợp được nhận này. Hawaii còn 34.371 trường hợp được nhận này. Đó thì chúng ta kéo vào cái đường link dưới này chúng ta đọc cũng được. Oregon 45.671 này. Rhode Island, Pennsylvania này. North Carolina còn 46.511 trường hợp, còn rất là ít. New York thì còn 365.774 trường hợp này. New Mexico còn 28.537 trường hợp còn được nhận trên chương trình EB này. New Jersey còn 122.254 trường hợp được nhận. Nevada thì còn 96.896 trường hợp được nhận này. Đó, và Washington thì là 81.160. Thì đấy là những cái tiểu bang mà được nhận, còn những cái tiểu bang không có được nhận này thì ô này nó trống này quý vị, thì quý vị nhìn thấy là tiểu bang của mình ở ô này thì quý vị không được nhận. Đó, ở dưới này thì họ cũng đưa ra cái chương trình PUC, PUA. Nói chung là đầy đủ hết nha, chúng ta vào chúng ta xem. Bấm cái con chuột ở bên tay phải như này quý vị nha. Sau đó chúng ta sẽ bấm sang tiếng Việt như này. Nếu như quý vị không có hiểu tiếng Anh, tại vì thường là nhìn tiếng Anh nó sẽ chuẩn hơn, có nhiều từ tiếng Việt họ dịch nó không có được chuẩn lắm nên là em để ở tiếng Anh á. Còn nếu bấm sang tiếng Việt nó sẽ thành tiếng Việt như thế này. Thì quý vị sẽ tự tự dịch này, đó, tiếng Việt họ dịch hết cho luôn. Thì may ra có cái một số từ họ dịch không được chuẩn thôi, chứ còn đại khái là cũng khá chuẩn. Đó, họ nói là 12 triệu những người mà thất nghiệp đó quý vị sẽ bị mất cái tiền thất nghiệp ngay lập tức. Đó. Đó họ có cái biểu đồ chat luôn này. PUC màu vàng thì PUC và PUA là PUC là màu trắng xám này, PUA là màu màu vàng cam. Thì hai cái này là hai cái chương trình mà do đại dịch Covid, thì PUC là cái gia hạn thêm. Thì họ nói tiếp này, trong những cái chương trình của từng cái chi tiết một họ chia sẻ cho quý vị biết là như thế nào này, được hưởng bao nhiêu tuần này, và gia hạn thêm thì được bao nhiêu. Quý vị vào đây quý vị đọc nha, nó dài vô cùng luôn. Xong dưới này, đây em đã chuyển sang tiếng Việt rồi này. Bên dưới này cũng thế luôn. Họ cũng đưa cho quý vị xem cái biểu đồ của tất cả các cái tiểu bang, phần trăm rồi quyền lợi mở rộng của liên bang ở tất cả các cái tiểu bang được hưởng cái chương trình EB, họ cũng chia sẻ vào đây cho quý vị luôn. Còn vừa rồi là 18 cái tiểu bang là còn lại ở trong sau cái ngày 26 tháng 12 quý vị nha. Còn lại EB là trên hơn 40 tiểu bang cơ, nên là họ đang đưa ra những cái chương trình EB là chỉ được 50% lợi ích của cái phần trăm tiền của tiểu bang của quý vị á. Ví dụ quý vị được UI 26 tuần thì EB quý vị sẽ được 12 tuần, nó chỉ bằng 50% thôi chứ nó không được tất cái số tiền thất nghiệp đó. Thì trong này họ cũng ghi rõ nè, họ ghi bậc nọ bậc kia rồi họ sẽ chia sẻ với quý vị chi tiết này, và trên cái tiểu bang nào thì được này,
họ cũng ghi luôn ra này, đó, trên những cái tiểu bang nào thì tỷ lệ phải cao hơn 10%. Cái này rất là hay quý vị nha, quý vị vào để quý vị xem chi tiết để xem mình bị như thế nào và vào cái trường hợp nào. Cái link này, cái đường link này rất là em đã xem cái đường link này từ cái ngày mà bắt đầu có tiền thất nghiệp á, là cứ có cái chương trình gì mới là nó lại update vào cái đường link này hết á quý vị. Thành ra là khi mà hỗ trợ của thất nghiệp đại dịch PUA này không đủ điều kiện nhận đại, đây họ chia sẻ những cái trường hợp mà quý vị thấy là mình có đủ điều kiện hay không, quý vị vào đây tìm hiểu luôn cũng cũng biết được luôn. Và EB, quý vị tại sao biết là EB mình có được hưởng hay không, và tiểu bang nào được hưởng và vì sao được hưởng, họ cũng giải thích hết ở trong này luôn. Nói chung là rất là nhiều, và em cũng xin dừng cái video tại đây. Nó cũng trời ơi, cái video của em nó đã 10 16 phút rồi, em lại phải chờ đến em phải chờ mấy tiếng mới upload được cái video này. Cảm ơn cả nhà yêu rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video clip lần sau. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp được cho quý vị có thể biết được cái tiểu bang của mình và biết được là mình bị hết tiền thất nghiệp thì mình có được gia hạn hay không. Nếu như mà vẫn chưa đến ngày 26 tháng 12 thì quý vị đã bị hết cái tiền thất nghiệp của quý vị vẫn được tiếp tục gia hạn, nên quý vị yên tâm nha. 13 tuần họ hết thì họ cũng sẽ cho quý vị thêm. Còn nếu như họ không cho thêm, họ cũng sẽ gửi đơn thông báo cho quý vị và quý vị có thể kháng cáo để mà đòi nếu như quý vị thấy là mình vẫn đủ điều kiện để nhận tiền thất nghiệp nha quý vị nha. PUC này rồi thì PTD mà không có đủ thì chắc chắn là họ quý vị kháng cáo, họ ghi là không đủ điều kiện nhận PTD chẳng hạn, thì quý vị appeal và nói lý do là mình vẫn đang bị thất nghiệp ra và họ thấy được thì họ lại gia hạn tiếp cho quý vị và họ sẽ gửi email cho quý vị và quý vị sẽ làm theo những cái hướng dẫn của họ, nên là quý vị cứ yên tâm, ai mà không được và chúng ta cứ yên tâm, chúng ta sẽ có những cái thư họ sẽ gửi cho quý vị thông báo, nên quý vị cứ để ý xem email họ gửi nha quý vị nha. Rồi cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video clip lần sau. Bye bye.